là ngày anh với em mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy nụ cười của em những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành, cười lên nhé xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau nhận lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ở cạnh ai. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ở cạnh bên nhau, nhưng với anh em là người con gái tốt nhất bao ngày qua. Trong anh những giọt nước mắt giờ đây cũng đã cạn rồi. Hạnh phúc kia mong mãi cùng vợ thôi. Em không phải người yêu cũ giống như bao người. Chào anh Mạnh, chào anh gọi em tên là Bèo Hâm. Bé Nhu ghê chứ. Khiếp, một tuần không sâu rồi đấy. Dậy sưng mắt ạ. Ngày hôm nay là ngày anh với em, mình xa nhau như là lâu lắm mới gặp á, lâu mà bao giờ biết bao giờ không phải lâu lắm mới gặp. Nụ cười của em những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành, cười lên nhé xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau nhận lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ở cạnh anh. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ở cạnh bên nhau, nhưng với anh em là người con gái. Ờ rồi, 6 ngày là chuẩn rồi. Tuần cho em sâu một sâu ấy, hay là không sâu ấy nhở? Hình như là một sâu hay sao ấy. Ở đầu tuần sau em nghỉ luôn, mệt quá. Chào Tiểu Quỳ. Mọi người lên hoa và bình chọn đáng sao Nhu nhá. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ở cạnh bên nhau, nhưng với anh em là người con gái tốt nhất bao ngày qua. Em á, hôm nay mới bắt đầu là Tết của em, bởi vì em đi làm thì hết hôm qua, mà hôm qua 11 rưỡi đêm mới về nhà. Nên là tuần trước mệt quá nên em phải ôm, em không sâu ấy chứ. Em không phải người yêu cũ. Mọi người chuẩn bị xong Tết chưa ạ? Anh gọi em là người từng thương. Kiếp, lâu không sâu mọi người quên hết mình rồi. Chào Thành Soi Idol. Tại đây là Soi. Không có Tết á, dạ không có Tết. I love you. I love you. I love you. I love you. Chào Thảo. I love you. I love you.
đi người ơi. Em ơi gì là chia tay này, đừng đắng cay để em được yên trong lòng người mà tôi yêu thương. Cần một tách cà phê mỗi ngày và châu hoa sơn dầu trên cao, làm thương anh chăm lo rất nhiều, cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ không khi thật đau. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Cảm ơn anh Mạnh nhá. Lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều, và ngày hôm nay đây em có chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em thiết yêu. Điều gì đó trong lòng em nhói làm cho mấy mình em sai, chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Chào Thành, chào tin là bé ố nhá. Đã mà lét kệ tôi mà cứ khổ thế là tay nghiến thế nhở. Cậu ông mà cứ trên thì khắc lép, cậu ông sẽ xong rồi lấy vợ lép. Quả tranh gì đây? Chào anh tin được để uống. Chanh đã tốt tường thôi, làm gì được bằng chanh. Tí về sao nhận cái bạn Facebook ạ? Anh cứ inbox đi, inbox Facebook em hoặc là comment để em kêu bạn. Không, em không biết nick đâu. Và châu hoa sơn dầu trên cao, làm hương anh chăm lo rất nhiều, cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ không khi thật nói. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Vừa chụp cho những kiểu ảnh hiệu ứng trái tim và đẹp không, lúc lúc có hiệu ứng em không để ý đâu. Nếu không để ý là chắc là mặt nhìn rất là ngu. Thấy cười kia chắc là nhìn ngu rồi. Quất gì ấy anh? Quất gì anh Mạnh? Cùng một người tốt hơn em. Và ngày hôm nay đây em có chúc cho anh một người em yêu và một người yêu người em. À không có gì yêu gái. Em là con trai mà, không phải con gái đâu. Kem dưỡng trắng da Hazelin mới với sự kết hợp mới lạ cực chất từ thiên nhiên giữa matcha. Đâu làm gì được hai lưng chứ được ấy. Chào anh Đại Còng. I love you. Nhìn gì vậy yêu à? I love you. Lâu gì nhiều thế? Cảm ơn anh Thắng. Chả quen gì cả. Hôn vô duyên thế. Người từng thương á. À yêu là phải thương chứ. Yêu. Bà này nghe chưa nhỏ? Em xem nghe chưa? Không biết em nghe chưa? Thử nghe nhá. Thank you.
người ta gọi là TV. Em đông nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. À bài này em nghe rồi. Không muốn quên hay không thể quên, người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Mới chơi thóc chẳng có gì ngoài 27 em ở lại đây. Pha thời em yêu anh hơn tất cả, dù là em chưa từng nói ra. Một thời gian MT và bình chọn 5 sao nhu nhu kìa. Nên xa lạ, dù hai chúng ta đã từng yêu. Mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất, anh thắng đi chết không? Bình chọn 1 sao đi, em nhìn thấy mà. Anh bình chọn 1 sao đấy, em nhìn thấy mà. Bắt quả tang cái gì đấy? Bắt quả tang cái gì cơ? Bình chọn 2 sao thôi á. Ừ, mọi người cứ thế đi, chả sao cả. Mình bị đối xử như vậy quen rồi. Mọi người bao giờ đối xử tốt mình đâu, khổ. Thành thói quen rồi. Chào anh Bo ngủ. Cho anh Bo lại dậy đưa em đi học à. Dù em đông nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm. Như một thói quen, lát hát lại như một thói quen nhá. Của Thanh Tâm là lâu lâu không hát. Một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ, dù hai chúng ta đã từng yêu. Mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời. À anh phải bị ra Hà Nội đúng không? Không mất. Chứ em nhớ là anh bảo là gần Tết hay là qua Tết qua Hà Nội chơi ấy nhở, quên mất rồi. Cái nó ra chữ đó. Nhưng mà tại sao lại bình chọn 1 sao thôi? Ý anh là sao là thắng? Ơ em trai em vẫn phải đi học nốt hôm nay này. Hôm nay mình cứ tưởng mình được ngủ, hóa ra là không phải. Đấy là mình tưởng thôi. Trời ơi. Mười giờ làm gì anh? Hay là có idol sâu giờ đấy nên phải cố thức? Sao không ngủ đâu mà hẹn giờ vậy? Một sao đẹp hơn không? Em thích 5 sao cơ. Em là người con gái tham lam chính là em. Em không thích ít sao, em phải thích nhiều cơ. Bên anh còn sớm á? Bên anh ở đâu? Em á? Em ở một nơi mà các dân chơi sắp biết rồi. Thành soi idol 1, Thành soi idol 2, hai nick à? Thành soi idol không có số, ba nick luôn. Bên Nga. Ơ bên Nga mùa này có tuyết không anh? Bây giờ mình sẽ đi, cho em đi Sapa một lần vào lúc không có tuyết. Việt Nam như có mỗi Sapa có tuyết nhở? Và mình sẽ đi vào lúc Sapa có tuyết để thử xem nó có hay không. Chắc bây giờ em đã không mất anh. Vũ Văn Thành. Cũng không nhiều hơn. Mẫu Sơn ở đâu anh nhỉ? Em cho anh để
không, tủ lạnh nhà em không có tuyết đi. Tủ lạnh nhà em chỉ đóng đá thôi, không đóng tuyết. Mấy hôm mới được về nhà. Bắc Giang á. Bắc Giang, sao Bắc Giang lại còn tuyết được? À, em à. Mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm. Bây giờ anh đoán tên đi, thì em sinh năm bao nhiêu? Đừng có đoán bảy mấy được, đoán tám mấy thì còn chấp nhận được ấy. Đoán bảy mấy là xúc phạm á. Như một thói quen. Ok, U30. Khổ quá. Đùa chứ em nhìn xấu. Ông kia đoán vượt ấy. Ghét vãi. Ồ, em 96 chuẩn rồi, nhưng mà em sinh năm 9, đầu năm 96 nên là em vẫn là dính vào âm 95. Bắc Giang hay Lạng Sơn gì đó. Thế em cũng không đi nhiều nơi, em cũng chả biết. Tại vì sao em cứ mong hoài một thói quen sâu trong niềm nhớ, về nơi chốn nơi không còn anh để đi bên cạnh em ngang qua bao nhiêu ngày yêu sâu. Chào Tèo, lâu lắm mới gặp Tèo, em ơi nhớ Tèo thế. Và em vẫn như bao ngày xưa mong anh khi trời mưa, vẫn như khi đôi ta còn gần nhau. Một thói quen đã hằn sâu trong trái tim em rồi. Từng đêm khi mưa vẫn rất bên hiên, như ngày xưa em thường hát những câu ca rất êm đềm, trao tặng anh bao lời hát những yêu thương rất đông đầy từ con tim. Phải chi thời gian lắng nghe để mình vẫn còn mãi đây, để em được yêu từng giây phút bên anh. Nhưng thời gian bao hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi. Nơi này mình em ngồi hát những câu ca đã trao một người em yêu. Hát mệt đấy nhở? Hát đỏ mặt lên rồi. Ơi lâu không hát hết hơi rồi. Tự nhiên hát thì lúc sai sai. Vâng, em ở Hà Nội. Cướp mất mấy tuổi rồi. Cắt diễn tốt lắm. Tèo không hề tớ nhớ Tèo thật à. Eo ơi, Tèo chả biết cái gì hết ý. À, mọi người lên Hoa Bình chọn 5 sao cả ấn theo dõi em nha. Ai muốn kết bạn Facebook thì inbox hoặc là comment vào Facebook em nhé. Cho tặng anh bao lời hát những yêu thương rất đông đầy từ con tim. Và chỉ thời gian lắng nghe để mình vẫn còn mãi đây, để em được yêu từng giây phút bên anh. Nhưng thời gian bao hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi. Nơi đây mình em ngồi hát những câu ca đã cho một người em yêu. Giờ khi từng ngày vẫn trôi chỉ là nỗi buồn nữa thôi. Còn đây một thói quen như khi được yêu. Ai muốn nghe bài gì hả? Follow gì anh? À, bạn link Facebook hả? Để em check nha. Vũ Văn Thành hả? Nghe những câu ca đã trao một người em yêu.
rồi khi từ ngày vắng trôi chỉ là nỗi buồn nữa thôi. Còn đây một thói quen như khi được nhớ. Trời ơi, chưa hết cùm ư, mệt mỏi. Thế có bài gì nhỉ? Y bật bài này đi, sắp đến Valentine sẽ bật bài này. Bài này có ai nhớ ra đời của nó nhỉ? Bài Mình Yêu Nhau Đi, đố mọi người biết ra đời từ bao giờ đấy. Có gì sai là sao? Em vẫn cố mà. Giọng nghe là biết mà. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Sai rồi. Bài này ra vào đợt gần Valentine năm 2014. Hãy để cho chắc anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Valentine là gì, có ăn được không? Nghe này, cho một năm xa nhà. Đây là bài Mình Yêu Nhau Đi. Ông nào mà muốn tỏ tình với crush thì Valentine cứ gửi về này nhá. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để cho chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có rất xa thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói. Valentine cũng có làm sao đâu. Năm nào Valentine em phải đi làm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm ngoái còn làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối mà. Năm nay thì chỉ làm sáng sớm và tối thôi. Còn buổi trưa vẫn được nghỉ. Cán bộ sang. Ồ, chào sang nhá. Bây giờ mới nhìn thấy. Có yêu ai đâu mà tỏ tình. Cán bộ sang gửi về cho quả lựu đạn đi để tỏ tình. Quả lựu đạn. Ôi chào anh gì. Ê, là sâu đêm mà. Là rồi em đang ngủ, em ta phải hẹn giờ dậy mà. Khổ tâm hết sức. Quả giờ này thì ok nhất rồi, sao lại thế? Sao lại quả giờ này là ok nhất? Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay. Ok nhất nhưng mà lại dở dở ương ương nữa. Đã dậy thì thành công đâu mà đi làm. Sao lại đã dậy thì thành công đâu hả anh? Mà có thanh niên nào bị nhu thả bả dính rồi à? Điều thế, ông sang điều thế. Nhưng mà thả bả, thả thính nâu mà suốt ngày
kiểu mà có tiếng mà không có miếng khổ thế. Yêu thương nhau tại sao để nhau buồn đi nhu? Sao Tèo lại hôm nay thất tình à? Vì em nào từ chối rồi. Kể nhu xem nào. Nhu hiện tát vào mặt Tèo cho Tèo tỉnh ra. Yêu thương nhau tại sao để nhau buồn? Là tia nắng ơi, là anh đến bên em cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi em. Đi xì luôn. Cảm ơn anh Duy nhá. Người em mơ bao đêm. Ông Thành mất vất lại dùm nào. Không được bóc phốt em ở đây nhá. Bóc phốt thì bóc phốt nhỏ nhỏ thôi, nói cho cả thế giới biết nhá. Không, tuần trước Nhu hôn sâu, Nhu mệt lắm. Mấy hôm trước đợt đi làm sâu toàn buổi sáng đi làm ngủ gật thôi, thu hôn sâu nữa. Bóc con gấu từ nãy giờ. Gấu này xinh mà, sờ ai bóp? Sờ thôi, không dám bóp, bóp đau. Yêu bác lắm mà cứ yêu bác lắm mà bác cứ bỏ Tèo đi á. Nhà có tang hả hay sao? Xoa thôi. Ok xoa. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ em nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu hay. Giờ đây là anh, người em sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm. 22 quả dừa. Hôm trước em xem hiểu cái rồi. Lắng nghe từng lời em muốn nói, vì anh luôn nén nhẫn khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Cảm ơn Thảo. Quả chanh nhá. Quả chanh thì phải là... Nếu mà quả chanh thì phải là vựa hoa quả thì mới là quả chanh. Còn quả dưa hấu này là nó không ra quả chanh đâu. Chào anh Bob Minh. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Cảm ơn anh Thành chụp ảnh cho em lắm. Đấy, gửi mấy cái ảnh rồi này. Chúc mừng năm mới rồi. Chúc mừng năm mới. Hôm trước mình nghe cái gì mà chúc mừng năm mới nhỉ? Gọi câu đấy, chúc mừng năm mới. Thư á? Em nhớ có nghe câu đấy chứ không nhớ là cái gì. Ôi anh Thành cứ chụp ảnh đi, lát em xem cái nào đẹp em up. Ngày buồn rơi rơi là ngày mà anh xa tôi. Đời hoa trao hoài mà rồi người đó không tới. Sao anh không một lời giận trước với tôi người ơi. Up cái ảnh soi ba vòng đó. Không, không được dìm hàng như thế.
Nên ra là thì đấy, sự thật thì ai cũng biết rồi, nhưng mà thôi mình nói nhỏ nhỏ thôi, có những người ta vẫn chưa biết đâu. Điều phải 3 vòng 60 chứ, 3 vòng 40 làm sao được. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng em thôi, nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ, một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên đôi sao em ngốc quá sao còn yêu anh ta. Sáu 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 tùy anh thôi, 6-18 à, 3 vòng 40 thôi, 40 thôi. À, 3 vòng 40 đó, 40 thôi, độn. Rồi ok, em độn, khổ, khổ tâm hết sức. Không, 3 vòng 90 thì để béo quá, thì lại thành một khúc gỗ ấy. Không, không phải 40, ít nhất phải 3 vòng 60 mới đúng, 40 thì ít quá, không được, 60. Ba vòng 90 thì chắc thành lợi. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy do mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng em thôi, nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ, một người không. Chỉ cần một người ở bên lắng nghe em nói. Tớ đã chả thích hát gì cả, muốn bật nhạc quá. Nó mới đẹp. Mắt nhắm tịt lại là kiểu hát đang bị phê. Đùa chứ em mới ngủ dậy em đang ngái ngủ ấy. Để mở to mắt ra rồi đỡ ngái ngủ đã. Không, em chưa được hút đu bao giờ ấy. Em không biết phê đu ở như nào cả. Có nghe nhạc hot, nghe nhạc nghe bài của Tèo. Tớ vẫn tưởng anh Thắng ở trong phòng mà là đi ra ngoài à. Đấy MT vào phòng vãi chưởng. Con mê này còn ai, sao ta chẳng thể tỉnh dậy. Bài này mới à? Yêu thương nhau tại sao để nhau buồn, để rồi ta đành lặng im. Chẳng lẽ em muốn trái tim này dị máu, chẳng lẽ em muốn anh nói nấc rồi. Có lẽ hai ta nên dừng. Bài này em chưa nghe bao giờ, hai tuần nay em đang xa cách về thế giới. Ngừng dây vào nhau. Cơn mưa kia còn lại đâu đây, mang cho ta từng hơi thở nhẹ. Quên đi em nhưng anh còn xót xa. Hết em thương rồi phải không em, nhưng anh vẫn còn buồn lắm vì em. Anh Mạnh sao buồn thế? Từng hạnh phúc em đã
đã từng ngờ với anh rằng em sẽ yêu thương anh. Anh Thành nữa. Hết ông Mạnh để ông Thành mặt làm sao đây. Căn phòng này. Anh nghe bài này nhớ yêu cũ. Khổ. Chả anh trường béo. Đừng buồn nữa, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có Nhu ở đây rồi. Đùa chứ cả con gấu ấy không có Nhu đâu. Im lặng và phát điên, rồi tự hỏi tâm trí mình rằng chẳng lẽ em muốn trái tim này dịu máu. Tết nhất mấy ông yêu cầu mấy bài vui một tí. Bác bỏ trèo đi rồi Nhu ạ. Bác ruột hả? Ông trèo như thằng điên ý. Bác cả bác trên polymer tôi thua thật sự. Nhu có giờ thả gì đâu. Khổ chẳng như có tiền mà mua bả mua thính đâu mà thả. Bạn. Yêu thương nhau, tại sao để nhau buồn để rồi ta đành lặng đi. Cơn mưa kia có ai đâu đây, mong cho ta từng hơi thở nhẹ. Quên đi em nhưng anh còn xót xa. À Nhu hát tặng sang bài Xuân này con chưa về á. Tưởng Tết xong về mà. Xong cho anh bài Tình Đơn Phương nhá. Bác ruột người ta mất được 2 tháng rồi. Còn bác trên polymer là mới mất hả? Mới mất 1 tháng hả? Tình Đơn Phương. Tình Đơn Phương. Đôi khi thấy em cười vui. Rồi ngày mai sẽ quên em, ngày mai sẽ không đau, ngày mai không ai khóc vì anh. Ờ. Ăn gì mà ăn đi ngủ ăn gì. Bây giờ chỉ thèm ngủ thôi. Phải ngủ đã, chiều thích làm gì thì làm. Bác đó mới mất mấy hôm à? À, chắc là đi chơi với gái nhiều nên là bác trên polymer, bác thì ghét gì. Nhiều đồ lăng loàn. Ngồi, tiếng yêu đương sao không thành công. Sợ rằng đường về không còn xa. Chả nhẽ đồng của chúng chạy. Để bên em, anh đưa lối. Đi gói bánh chưng đây. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu. Đi gói đi đâu Nhu xin vài đồng bánh chưng nào. Nhà bà ngoại Nhu cũng gói, không biết ở đâu gói đẹp hơn ấy. Đèo đi gói đi. Đúng rồi, tuần vừa rồi em không dâu ấy. Vì em làm mệt lắm, buồn ngủ. Mấy hôm đầu thì cũng cố dâu nhưng mà đi toàn ngủ gần thôi ghê á. Nhờ ôi tuần vừa rồi không sâu ở trên nhà bác trên Vĩnh Tuy thì làm cho gần ạ. Chào đồng chí Bên Thắng. Gọi sớm gì? Bây giờ sớm gì? Bây giờ là 27 Tết rồi. Sợ nụ hồng phai nhanh. Anh hơi nên rơi mà cô đơn trên lối về. Em xin yêu anh đơn phương tha rằng mình đừng nói ra để Tết đắt sâu quá. Nhiều người đặt bánh chưng cả tèo. Cái tội up ảnh khoe lên Facebook gói đẹp ạ. Hát bài ngắm hoa lệ rơi đi bạn ơi. Ôi bài đấy em lại không biết ấy. Ôi. À tèo ơi hôm Valentine á, Valentine lung tung ấy. 8 giờ vào chơi với Nhu nha. 8 giờ ở trên 88. 8 giờ tối ấy. Tiếng yêu đương sao hôm nay là thứ hai đúng không? Sợ rằng đường về không còn xa. Để bên em
Có, em mời tất cả mọi người mà vào thì chung là vào chơi với em. Ai mà có lòng thì lên son cho em để giúp em chiến thắng. Dù ra mong manh em xinh như cánh hoa đào, tình đơn phương dành cho em. Mà tốt nhất là mọi người cứ kết bạn với Facebook em đi, xong rồi khi nào em sâu em sẽ up lên mà loa rảnh và chơi với em. Chào anh Tiến công tử. Anh đã yêu từ lâu. Sợ bị sợ sâu. Hôm ấy tham gia Idol Đại Chiến. Đấy, Valentine mọi người đi chơi rồi Nhu đi làm nghe nói chưa? Ai mà FA thì ở nhà xem tôi nha. Đêm 30 hình như là đêm 30 xong rồi đến mùng 1 hình như mình có show hay sao ấy trời ơi. Hôm đấy đã không đăng ký để đi, nếu mà có đi ra thừa thì cũng không phải về sớm ấy. À không, kiểu như nào nhở, không phải lo sâu rụng ấy, nhưng mà vẫn bị phân vào hôm thứ 6 hay sao ấy nhỉ, em không nhớ. Chung về lối cũ dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Ba sao? Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em. Cái đấy rất kinh. Em đi ạ anh. Sắp hết show chưa? Một show là một tiếng thôi, còn 17 phút nữa. Ý anh là đuổi em xuống để xem idol khác chứ gì. Úi dồi ôi, quá đáng. Người đâu mà quá đáng. Người nói giảm nói tránh biết chứ, ai nói tệ vào mặt thế. Nhìn mũi quá. Mặt trời kia dù ở đâu. Chào anh Hiếu Hiếu. Dù nhanh rất lâu. Dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy tại mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau. Chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Theo dõi Facebook idol cái để làm gì? Đợi thư inbox và inbox vào comment và ảnh của em ý, thì em kết bạn mà kiếp. Nói theo dõi nghe xa lạ vậy, kiểu chảnh chó ấy, chảnh cún. Bạn có biết hát bài muôn đời gì em? Em còn không nhớ nhạc bài đấy như nào cơ, em không biết em nghe chưa nhỉ? Có thể là em nghe rồi mà em không biết hát. Anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, giờ ngày chưa nhớ như rất lâu. Dù là mình xa cách nhau. Mọi người lên hoa mình chọn 5 sao cho em nhá. Mình chọn 5 sao cứ mỗi lúc phải có một lần đấy. 5 tầm 4-5 phút. Mở to mắt ra đợi ngày ngủ. I just wanna be with you. 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 I just wanna be, wanna be with you. Anh câu để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời. Con bé của em á, con bé của em đi ngủ rồi. Em đang rơi màn mây. Vâng, em sâu ở nhà. Anh đang ở trong vòng tay. Tại vì công ty xa quá em mua bộ sâu về nhà em sâu. Chào bóng của Ngọc. Thế, cứ thế, cuốn lá
anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại. À em á. À không, em có làm gì đâu, em lông bông mà. Em đang bảo là sâu thoát về. Thì em sâu ở nhà không lên công ty. Vì sao á? Ở nhà là chỉ mất 1 tiếng thôi, còn lên công ty mất 3 tiếng. Sâu 1 tiếng đi lại lại mất gần 2 tiếng. Dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. Bộ sâu em mua hết gần 4 triệu. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Ô xin của em. Ngọc nó thức rồi kìa bóng. Kệ nó, tao đi tạ tính. Gần 4 triệu thì cũng bình thường. Nếu mà không là đầu tư được. Không đến mức mà không đầu tư được. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời. Con gấu nó choáng luôn kìa. Bình thường kiểu em cứ nghịch nghịch ý, ngửa tay ý, không biết làm gì à, cứ quay quay nó khổ thân quá. Xin lỗi gấu, để nó lên đây không ngửa tay nữa. Ơi nó không đứng được này. Rồi. Và ơi nó. Lép quá. Nên cho gấu vào đó. Kể cả bạn thích thì em đội luôn gấu vào luôn. Không phải lo, anh phải lo. Nó đói rồi, cho nó đi ăn sáng đi. Lát em cho đi. Phá gì chứ. Đâu em nâng niu mà. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng mà. Đó gọi là tập cho con gấu uống sữa dần dần. Sao lại uống sữa? Chào Hoàng Mập. Lâu một tuần à, không nhìn thấy cái mặt của mình ở trên cam. Ngoài nhìn nó cứ sai sai, em nhìn thấy nó cứ sai sai. Cho nó ăn hay là em ăn nó? Cho nó ăn xong em ăn nó thì nó mới béo được chứ. Hiểu không? Lâu lắm không nhu. Rồi, Nhu mới sâu lại mà. Cảm ơn anh Hùng 386 á. Ai đồ ốc vít chứ đồi núi đâu. Phải chửi ốc vít ạ. Giờ ơn nắng. Nấc ấy. 10 phút nữa cơ. Hôm qua đi làm mà cảm giác là đến từng phút để đi về, để hết giờ để được về. Ngày làm người cùng ấy, phê thật. Nhu ơi, Mập nhớ ánh mắt tràn đầy yêu thương không? Yêu thương như nào? Ai cho tiền up VIP 4 coi? Trời ơi, sắp Tết rồi, với mọi người Tết gần quá mà với em Tết xa quá.
tên nhất, không còn đồng nào trong ví cả. Khổ. Cứ lên trên mạng lướt lướt thấy quần áo, bao nhiêu quần áo đẹp mà chợt nhớ ra là tháng 12 mình mua quá nhiều rồi, mình hết tiền rồi, bây giờ thôi mình nhịn. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại khổ, không. Khổ tâm hết có sức. Có là mình ổn, những sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó là xuyên Tết à? Ôm lấy tôi vào à, thôi cố lên, năm ngoái nhu cũng làm xuyên Tết trừ đúng mùng 1 thôi. Mai này tình phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Mọi người ấn theo dõi và kết bạn Facebook với Nhu nhá. Người đến ủi an tâm hồn đến không? Kết bạn Facebook để thỉnh thoảng chén gió. Chén gió ở trên Facebook để không phải inbox đâu. Mà không trừ ngày nào cả. Ôi ôi thương thế, em ơi thương quá. Một liều quên lãng để tôi thanh thản, người là ai sẽ cho tôi một niềm. Sắp hết sâu rồi, em còn 8 phút thôi. Alo alo. Kết bạn Facebook để xem idol thả thính bóc phốt á. Vãi trưởng. Em có bóc phốt ai đâu. Kiểu mình ăn ở tốt mà không bị ai bóc phốt, mình cũng chả bóc phốt ai ấy. Không gây thù oán. Cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi cõi lòng. Bóc phốt auto mặc váy. Em thì chả sợ, chả giờ sợ bóc phốt luôn. Mình có làm gì đâu mình phải sợ. Ai có tật thì mới giận mình thôi. Cảm xúc không cần phải nghe lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tốt. Nhưng mà anh phải inbox cho em mới biết nick của anh là gì chứ. Chứ em không biết nick là sao em kết bạn được. Nghĩa là mọi người inbox cho em sẽ tự vào trang cá nhân của mọi người em kết bạn. Biết là nếu mà em mọc râu sẽ giống như nào. Chắc là lỗi mình sẽ rất đẹp trai phong độ. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu. Sắp tới phải thiết kế lại cái chỗ sâu này thôi, để nó bị thấp quá, ngồi rồi bị gập gập người đau hết là lưng. Người lạ ơi, người lạ ơi, cho tôi xin mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Thì đợi xíu, có dâu là dâm lắm đó. Hôm sau mình dâm theo kiểu phong cách của mình ý, không lẫn lộn với ai ấy. Tớ thích cậu à? Tớ thích cậu, cậu thích tớ nhưng mà tớ ứ thích cậu đấy. Tớ thích cậu, đợi em chút năm bận. Hàn Đóng ạ. Chí tưởng tượng bay cao. Hồi bé mẹ em hay mua Fenty cho em uống ấy à. Lớn lên em không cai được cái sự bay cao của chí tưởng tượng. Này cậu ơi, ta có điều muốn nói. Ta cùng nhớ cùng lớn lên chung phương, đi học ta cùng đi chung một đường, rồi cứ thế. Mọi người nhớ tối thứ tư nhá. Tối thứ tư lúc 20 giờ bên 88. Hôm đấy Nhu sẽ cùng team với gì nhỉ? Linh đấu với BMT. Hôm đấy Nhu sẽ lên công ty
không sợ ở nhà nữa. Facebook em á. Gì? Facebook em cũng tên là Nhu Nhu ấy, có link đó. Kenny Kali đá lả tung lung. Em mới tụt 2 cân rồi, em còn 42 thôi. Khổ tâm hết sức. Tôi từ từ rồi. Không, tôi từ từ phải lên son. Lên son mới là của em. Không được ném gạch. Ném gạch là ném gạch của hội nghị đấy. Ai mà ủng hộ cho em thì lên son nhá. Mọi người kết bạn Facebook với em đi. Có thể gì đâu á. Facebook em ở trên ngắn link đó. Nói chung là mọi người cứ theo dõi Facebook của em đi. Em sẽ up lịch, mọi người sẽ biết. Nói chung là 20 giờ ở bên 88 hôm thứ tư. Ngày kia đấy, hôm Valentine ấy. Ông nào mà không vào là biết ngay cái chơi với người yêu. Không. Lên son cho em, không ném gạch đâu. Phải lên son. Ném nữa mà. Em không nhớ BMT là cái gì cơ. Em chỉ nhớ là idol tên là gì nhỉ. Em chả nhớ. Mọi người cứ theo dõi Facebook em đi. Lúc nào có cái link thì em sẽ up lên. Có cả idol bên Hà Nội, idol bên đấy luôn. Em không nhớ đâu. Em quay mới lướt qua một tí thôi. Em chưa xem rõ. Chỉ biết là mình là son thôi. Còn chưa xem rõ gì cả. Cả chủ đề về tình yêu thôi. Hôm đấy các ông vào chén gió về tình yêu thế nào. Đúng rồi. Như thế. BMT là buôn ma thuật đúng không? Đúng ạ. À buôn mê thuật ạ. Đúng rồi, em thấy đấu ở hai bạn ở đấy. Nhưng mà em không biết là hai bạn ấy ở đâu ấy. Em không biết gì đâu. Ngây thơ vô sở tội. Bao giờ em up lên thì mới biết được. Tại vì lát em mới nghiên cứu. Hôm qua em đi làm, em mới lướt qua là em chỉ biết là năm mới lại đến, em vẫn lại bóng một. Em cùng đội với Linh thôi. Vâng. Mẹ cha chở em về quê ăn Tết linh đình. Tay sách hành lý bên em cười vẫn tươi xinh. Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa. Vẫn đây chợ phiên người ta chen chúc đầy đưa. Về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa. Em không rõ đâu, đây là lần đầu tiên em tham gia đấy, em chả biết đâu. Hỏi em mà đứa ngu học như này không biết gì đâu. Hỏi em là hỏi đầu bố hơn ấy. Em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha. Mỗi năm Tết đến em ơi về quê nhà. Đây để em xem cho, xem ai nhá. Đừng ơi, bye bye mọi người nha, nhu hết sâu rồi, bye bye.